À, Tuấn hãy trở lại với video tiếp sau mình nha. Hôm nay lại có một bài test đó là cho con Storm solo thẳng với con rồng anh em nhá. Con tròn Storm lúc to hết cỡ solo thẳng với con rồng. Từ giờ mình sẽ xem anh Storm đã. Storm bạn ơi, lúc to hết cỡ là 2144 máu và sát thương là 601 bạn ạ. Lúc to hết cỡ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy nha. Ok, mọi người đang solo. Con em đâu rồi? Bạn sóc với bạn này solo khá kinh, chơi giác thủ quá. Dòng nhớ các thứ hoành tráng. Okay. Ôi thôi, no, ấn nhầm rồi. Win game đi, win nhanh đi, win nhanh đi. Win game, win nhanh đi. Mang nhầm rồi, mang nhầm quân rồi anh em ơi. Nhanh đi, win nhanh đi. Mình vác nhầm quân rồi anh em ạ. Vác nhầm quân rồi. Ấn nhầm vào bạn này mất anh em ạ. Ê, mới đau rồi. Game bạn này cũng chưa thể được, bạn này mana bạn này cũng cao anh em ạ. Ra quân đây 10 mana rồi, mình 10 bạn đấy chắc 18 mana rồi, anh em ạ. Ok. Good game nhanh. Đang test sức mạnh của rồng mấy mà. Bận quá anh ạ, đáng ấy, vội vàng rồi nè. Chớ chứ. Không gọi rồng anh em nhá. Đừng gọi rồng giờ là chết người ấy. Mấy con sói này bắn lâu quá. Nhanh. Ok, sập rồi bạn ơi, nhanh sập đi. Được rồi anh em. Nắm em. Ấn nhầm vào ấy. Ấn nhầm vào trường bạn ạ. Mời đi, để im mình mời nhá. Nó nắm em vào nhá. Nắm em vào đây nhanh. Đang test sức mạnh Storm với rồng anh em ạ. Rồi lần này sẽ thành công anh em nhá. Master 2 à. Đừng có dạng mana vội anh em ạ. Dạng mana rồi này chả có tác dụng gì. Bạn này không có Storm rồi. Storm có nha anh em nha. Păng. Chết nè. Đừng có bị mạng mà. Bị mạng hỏng ấy anh em ạ. Có tố lốc không? Mình không có tố lốc rồi. Không có tố lốc. Ai giật về đi. Ô, bạn này không có tố lốc à? Hai người cùng giật. Mình vẫn chưa có tố lốc anh em ơi. Bắn tiếp, bắn khai họa bằng được thôi anh em nhé. Con sờ tô mày vẫn bé anh em ạ. Ấy bốn cái dạng mana liên tục anh em ạ. Thế rồi mình mong trận này mình sẽ ra Storm mèo à, ra tố lốc. May quá bạn này có tố lốc rồi.
Đấy, có hẳn hai tù lốc của anh em ạ. Cặp này ta sức mạnh quả sờ tôm mới thích nha anh em ơi. Mình có tù lốc rồi, không phải lo đâu. Vinh à, sức mạnh sờ tôm, con sờ tôm mày 2001 máu anh em nhá. Ừ. 12.284, bạn kia hơn máu mình anh em ạ. Trời ơi, hai người cùng thổi này giết người không ạ. Sắp được test sức mạnh quả rồng với sờ tôm bạn ơi, mình đó là sờ tôm thắng nhá. Con rồng mình có hơn 300 sát thương rồi. Nhưng mà được cái rồng có trâu máu hơn anh em ạ. Ôi rồi, ok. Dòng nó bé quá anh em ạ. Nào, hai con solo. Ui ôi, cái gì vậy trời? Dòng bé quá bé rồi anh em ạ. Con dòng khè như gãy ngứa bạn ạ. Khè yếu kinh khủng luôn. Storm to quá anh em ạ. Ôi chết tiệt, cái thằng chết tiệt Storm mày nữa. Bạn này khỏe quá anh em ạ. Chết rồi, bên hàng xóm mình ấy, làm gì bạn là hơi ổn nó mất. Các bạn cứ chờ nhá. Trận này mình chơi cấu rỉa thôi. Storm mà mình thấy vẻ không to nữa anh em ạ. Ok, mình phải tìm cách giết thằng Storm nha anh em nhé. Cầu dù có thua vậy giết Storm mày chưa. Nhìn con rồng nó bé quá anh em ạ. Nè Sao tôi lốc mình ngon các bạn ơi. Ui, có vẻ Storm vẫn to hơn thì sao bạn ạ. Mình thấy sọc con rồng đau hơn đấy bạn ạ. Bắn can nông anh em nhá, sờ tôm nó to hơn thì sao các bạn. Trở về đấy. Ok, phá nhân thành anh em ơi. Chết nè, chết nè. Sờ tôm với rồng, test sờ tôm với rồng mạnh em ạ. Sáu ạ, mình lại lên tiếp anh em. Nào xem bên nào sụp trước à. Lần này xong một phát gần đứt luôn anh em ơi. Nhanh nhá, win rồi. Như vậy là thực sự là Storm có vẻ nó không dừng đâu bạn ạ. Hình như mình thấy nó vẫn to tiếp hay sao ạ. Lúc đầu mình thấy con rồng nó ấy cơ, xong rồi nó mình xem nhé bạn nhá. Sát thương của con Storm là 2601 đúng không? Con rồng hơn 2000 máu mà nó sọc cho phát gần chết chính tọa là sát thương của nó càng ngày càng lên cao lắm nhá, chứ không phải có chuyện nó dừng tại đấy đâu. Đấy là mình nói đấy, nhưng mà thực sự mình thấy sát thương cao ấy. Có vẻ càng ngày nó càng sát thương càng to anh em ạ. Ôi nha, vậy là cái clip thí nghiệm của mình tới đây kết thúc nhá. Có nghĩa là mình thí nghiệm mà Storm nó không hoàn toàn là dừng lại em nhá. Nó càng có thời gian thì nó càng to lên nhá. Đó. Rồi như vậy là clip mình xin tạm dừng tại đây nhá. Nếu anh em có thí nghiệm nào hay hơn thì anh em hãy bình luận dưới, mình sẽ làm theo yêu cầu anh em nhé. Rồi, hẹn gặp anh em clip tiếp theo, bye bye.